Ok, good morning, good afternoon, good night. Xin chào các anh chị em ở bất cứ mọi nơi. Hôm nay thì rất là có cơ duyên may. Anh đang có mặt ở Houston, Texas. Và anh với anh Vũ Phạm đang ngồi bên kia. Có dịp ghé ghé thăm, thứ nhất đây là Woman Texas Woman University, tức là trường đại học để woman, tức là phụ nữ. Nhưng mà thực sự trường này có dạy nam. Khoảng chừng 10%. 10% là nam. Và ở Texas thì có 3 chi nhánh lớn. Đây là một trong những chi nhánh ở Houston. Và anh có dịp ghé thăm bác sĩ, và bác sĩ Vi Hồ, bác sĩ người Việt rất là tự hào ha, là giáo sư dạy cho trường đại học ở đây, dạy các y tá, Y rồi tá, y sĩ, y tá, y sĩ, với lại vân vân. những em học về tiến sĩ này. Ok, wow, học về với tiến sĩ nữa. Thì hồi nãy anh có anh Vũ với anh bước vô thì một cách rất là tự hào và có ý nghĩ rằng là chắc là xin phép để mà đi học trường này. Nhưng mà theo cái ánh mắt nhìn của bác sĩ Vi Hồ thì nói là hai tên này chắc không có tồn tại được một lớp đâu. Cho nên bỏ ý định rồi. Nhưng mà hôm nay thì có dịp để mà giao lưu với bác sĩ một chút. Ai cũng bận rộn hết. Nhưng mà có dịp, thứ nhất là anh cảm thấy rất là tự hào khi mà chúng ta có những người Việt giỏi như bác sĩ Vi Hồ đang dạy những cái trường đại học của Mỹ. Nhưng mà điều anh rất là tự hào nhất là bác sĩ Vi Hồ cũng là một trong những thành viên của đội nhóm cùng sinh hoạt và hợp tác chung. Nghĩa là hôm nay thì giao lưu là chính thôi. Chắc nhờ bác sĩ Vi giới thiệu về mình một chút. Vi cũng xin kính chào tất cả các anh chị em đang thức hay là đang mơ màng sắp sửa ngủ hay là sắp sửa thức giấc Hay là đang thì say, không biết. hay là tất cả trên thế giới thì Vi cũng rất là hân hạnh bên đây có duyên gặp được anh Nang ở đây và với lại anh Vũ ở đây thì Vi cũng xin tự giới thiệu là ngày xưa có cái tên rất là dài nhưng mà bây giờ nó qua Mỹ thì cái tên nó ngắn lại cho để cho nó dễ gọi á. Thì bây giờ là gọi là Vi Hồ. Thì Vi qua đây cũng được mấy chục năm rồi đi học lại bên đây. Thì ngày xưa có làm trong bệnh viện về chuyên về ung thư MD Anderson khoảng chừng 27 28 năm. Rồi sau đó thấy cái thời gian mình làm ở đó với lại cái tuổi của mình hội đủ điều kiện để mà về hưu non. Thành ra Vi về hưu về cái nhà thương trong cái nhà thương đó. Rồi bây giờ nhưng mà Vi lại thích đi dạy thì Vi sau khi mà về hưu đó rồi Vi lại qua đến trường đây. Đi dạy ở Texas Women University cũng có dạy mấy trường đại học khác nhưng mà thấy cái trường đây nó có vẻ thích hợp với mình hơn Phụ nữ thông minh hơn nói như vậy thì sợ mấy ông hơi phân biệt một chút là mình có vẻ thiên vị nhưng mà tại vì cái tên nó lỡ đặt như vậy ngày xưa chuyên cho các phụ nữ học học sinh sinh viên cho cái tiểu bang Texas nhưng mà khoảng chừng năm 1950 mấy á cỡ đó thì họ bắt đầu họ mở cái cửa trường đây cho các nam sinh viên thì là tỷ số ở đây thì khoảng chừng 10% là nam sinh viên nhưng mà người Việt của mình á học ở đây cũng tương đối là càng ngày càng đông khoảng chừng các em sinh viên là khoảng chừng 9 hay 10 nhiều khi có những cái semester hơi cao một chút là 11 12% các em học ở đây thì các em học rất là chăm chỉ. Thì Vi cũng rất là hân hạnh được vào trường đây để mà có dịp chia sẻ những cái kiến thức của mình cho những cái sinh viên sau này. Thì Vi làm ở đây thì trường về hưu năm 2008 thì Vi làm ở đây luôn cho tới bây giờ thì cũng có những cái tổ chức những cái phần riêng về cho người Việt Nam hay là người Á Châu mình đây dạy về văn hóa rồi những cái kiến thức về y học, y khoa, điều dưỡng. Thì Vi cũng thấy là rất khi nào mà thấy có người Việt Nam mình á thì cũng rất là vui và Vi bây giờ cái danh hiệu là không chỉ là advisor cho một số học trò sinh viên thôi nhưng mà những cái em học sinh Việt Nam mình hay là người Á Châu á thì thông thường coi Vi giống như là advisor của họ trên official hay là không official cũng chạy tới đây nếu mà có vấn đề gì thành ra trong cái office này lúc nào cũng cũng có một cái hộp napkin kia À, đây học sinh mà sắp rớt đến nơi chỗ cầu Cầu cứu cứu thành ra ở Vi học này cũng rất là vui thì cũng có một cái cơ duyên có cô em cũng được giới thiệu về cái những cái chương trình sản phẩm về Nu Skin của mình thì cậu cũng nói chị Vi à các em thấy mấy cái sản phẩm này rất hay mà chương trình về làm việc cũng rất đội nhóm cũng rất là tận tình
đi đâu cũng gặp các anh chị em trong nhóm coi không quen mà cũng giống như quen, không bà con cũng trở thành như bà con như vậy. Thành ra là cô em đó cũng rất là thích, cô giới thiệu cho mình. Thì lúc ban đầu mình rất là bận, thật sự mà nói là rất là bận rộn, nhưng mà sau đó cái từ từ cổ cũng rất là kiên nhẫn, cái từ từ cổ nói chị Vi chị nghiên cứu từ cái này coi này là kia. Thì mình cũng ban đầu mình thử những cái sản phẩm, cái sau mình dùng mình thấy nó cũng rất là hay, rồi mình tìm hiểu thêm thì những cái kiến thức về những cái sản phẩm của cái công ty của mình á, thì nói chung ra thì Vi không dám nói là biết hết tất cả, thì cũng đang trong trường hợp đang học hỏi. Nhưng mà Vi lại thích hay dùng những cái sản phẩm mà chuyên về về trong cái ngành Pharmanax á, để cho có thể dùng cái đó để mà giúp cho những cái sức khỏe của mình và sức khỏe cho những cái người bệnh nhân của mình nữa. Thì tại vì cái background của mình là chuyên môn về ung thư, thành ra là mình dùng những cái sản phẩm mà nó có thể nghĩ và có thể giúp về những cái chứng bệnh ung thư. Thì tối qua có nghe đang nói về vấn đề như là bệnh, nhưng mà thì ở đây mình cũng cái tiêu chí của mình cũng là ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Thì tiếng Mỹ nó nói là một ounce của prevention equal to one pound of treatment. Thành ra là vì cái đó cũng vì thấy những cái công nghệ với lại những cái sản phẩm của mình nó rất là hay, thành cái có những cái điều thích thú như vậy. Thành ra là mấy năm nay dù nhiều khi có bận rộn hay là nhiều khi cũng có thể có rảnh tí thì giờ thì Vi cũng đang cố gắng rồi cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm với lại những cái dùng cái sản phẩm đó với lại những cái cho những người bệnh nhân mình dùng cái đó. Thành ra Vi rất là quý. Rồi bữa nay là có dịp được anh An tới đây, thấy người ta nói là sao, rồng đến nhà tôm hay sao. Rồi cái này tôm tới nhà rồng. Vô đây mà kêu rồng tới nhà tôm mà chắc là cắt cổ, chỉ đưa cho cái mũi tiêm mình chích cái là đi cả nhắc luôn ngoài. Nãy anh An hỏi mình có mổ không thì mình nói là mình không có mổ nhưng mà có xẻ thôi, xẻ ra là thí dụ, nhưng mà lơ mơ thì mình chỉ xẻ xin một tí tiếu Bị hâm từ tầng số 1 rồi, huyết đây là thôi. tầng số 7, thành ra là ngoài ngoài cái đẹp lắm cái chị. So, khi mà chị Vi thì được người em là chị Thủy ở Orlando giới thiệu. Khi mà chị được giới thiệu sản phẩm nữ sinh, chị đang xài những cái sản phẩm gì vậy? Thì bây giờ cái mà Vi hay xài nhất là Age Youth, Lock Youth, thì cái đó là xài rất là Vi dùng rất là thường xuyên, một ngày thì 2 lần, một lần một ngày thì 4 viên, thì đôi khi cũng thỉnh thoảng cũng hay quên cũng Quên. gây. Nhưng mà cái là cũng cố gắng, mà Vi thấy khác rõ ràng á, khi mà mình quên á thì có ngày hôm sau thấy cái nó không có được giống như những cái ngày hôm trước mà mình dùng đều đặn. Rồi nhiều khi Vi cũng có thể dùng cái Lifepak Nano nhưng mà cái đó Vi cũng hay hay quên nữa. Rồi cái tea green, thỉnh thoảng cũng dùng tea green. Cái mà Vi có một dạo Vi thử là cái Vitality tuyệt vời, rất là tuyệt vời, thấy thấy nó khác liền. Nhưng mà Vi thì Vi nghĩ cái đó là tùy theo cái bản thân mỗi người á, nhưng mà nếu không được thì nên dùng cái đó. Tại vì Vi dùng cái Vitality thì nó giống như cái người mình nó trở thành thấy thấy Sung hơn, đúng rồi tỉnh đó. táo hơn, thay đổi lòng. Thì trong đó có Vi nghĩ trong đó có Có ginseng trong sâm, đó, có có sâm. sâm, có ginseng trong đó, thì nhiều khi có những cái cơ thể bộ phận của người phụ nữ á, thành ra nhiều khi nó hoạt động rất là hơn cái lúc mà mình không có dùng cái Vitality. Tại vì mình thành ra cái đó Vi cũng có thử qua rồi. Vi cũng đôi thỉnh thoảng thôi cái A2 Vi cũng dùng, Square. nghĩa là những cái sản phẩm của cái Pharmanex, cái nhánh Pharmanex của mình á, thì Vi cũng thử nghiệm qua. Thì cái mà hiện thời bây giờ đang dùng rất là thường xuyên là cái Vitality, nó rất là dễ dùng, và Vi cũng chia sẻ những cái tin tức đó cho tất cả những cái bệnh nhân của mình và cho tất cả những bạn bè của mình, thì tuyệt vời lắm. Cái Ace Lock Youth có nhiều người nói còn ngủ không được. Rồi cái uống vào cái họ nói ơi tuyệt vời quá, tôi đang đang ngủ được, ngủ ngon. Rồi một cái sản phẩm là nhất là cho phụ nữ mình đó là Lifepak Woman. Lifepak Woman thì có nhiều người khoảng chừng 40 50 tuổi bắt đầu là trong cái thời kỳ tiền mãn kinh á, thì cơ thể trong người bắt đầu giống như có triệu chứng nóng nảy, rồi nhiều khi không ngủ được, rồi không có concentrate hay là không có thu gọi là gì tập trung được những cái ý tưởng của mình á.
thì Vi giới thiệu cho cái Life Hacker của mình, thì họ họ nói là rất là hay. Mà cái những cái người mà dùng những cái sản phẩm đó không phải chỉ người Việt mình, Nam mình đâu, phần lớn cái những người mà Vi chia sẻ đó là những người có cả người người Mỹ nữa. Nhiều khi không có nói chuyện bằng tiếng Mỹ được, nhưng mà cứ nói hola, rồi nhiều khi về nói một vài Hola, lần dạ vâng dạ alo thì họ họ thích lắm. Thành ra đó là những cái sản phẩm mà Vi dùng. Còn mà vấn đề mà cái về làm đẹp á, làm đẹp á thì Vi cũng có Vi cũng nói với ai như là anh Vũ đừng cười nha, với lại các anh chị Vi cũng có cái bộ máy dù rồi nhiều khi cũng có những cái dùng những loại kem. Thì Vi nghĩ nếu mà mình thường xuyên dùng này nọ thì Vi nghĩ thấy cũng có sự đổi khác. Nhưng mà nhiều khi cái tánh mà làm biếng hay là không có thì giờ thì mình thấy rõ ràng là mình suy sụp lại. Em nói chị cái này chị đừng có nói với ai nhé, chứ em là đàn ông con trai em cũng có cái máy và cái bộ Bạn nào thì sao? Mình không nói với ai nhưng mà mình đang chia sẻ cái gì đừng có tất nói với cả ai thế giới nha, biết cái gì hết. đừng nói với ai từ cái phương diện chị là một người bác sĩ đó, nếu như là bác sĩ nhiều khi mình được huấn luyện về về tây tây họ tây y, thành ra là họ họ dựa vào tây y khá nhiều, nhưng mà chị là một người bác sĩ chị có tìm hiểu gì kỹ trước khi mà chị bắt đầu xài những cái dược thảo của New Skin không? Dạ vì có chứ, tại vì không thể nào mà giới thiệu cho những người khác nếu mà mình chưa thử nghiệm hay là mình không biết về nó. Tại vì nhiều khi họ hỏi cái này để làm gì, nếu mà mình không biết cái những cái tác dụng của nó làm sao mình giải thích được. Thành ra Vi cũng phải nghiên cứu rồi nhiều khi học hỏi nhiều về những trong cái đội nhóm của mình, những cái leader, những người mà đi trước họ có những cái kinh nghiệm họ dùng rồi, thì họ cái bản những cái cá nhân, những cái kinh nghiệm cá nhân thì họ chia sẻ với mình. Rồi nhiều khi Vi cũng đọc thêm nghiên cứu thêm những cái tài liệu, coi những cái chất mà như là ingredient hay những cái chất trong đó nó như thế nào, nó có công hiệu ra làm sao, thì Vi phải phải tìm hiểu. Mình thí dụ mình biết rồi mình mới chia sẻ được. Tại vì nhiều khi mình nếu mà mình không biết thì mình chia sẻ người khác, người ta hỏi mà mình không biết là thứ nhất là nhiều khi cái expectation hay là cái họ nghĩ là mình nói cho đúng là nói cái gì mình cũng biết, mà thực sự ra có Công phải là nhận. cái gì mình cũng không biết đâu. Mình thành ra mình phải spend time hay là phải có những cái thời gian để mà học hỏi nghiên cứu. Chị nghĩ rằng là các bác sĩ họ có hiểu về dược thảo nhiều không nhỉ? Vi nghĩ là phần lớn ai cũng thích tìm hiểu nhưng mà cũng nhiều khi họ không có thì giờ đó, với lại nhiều khi cũng tùy cái cá tánh của họ nữa. Họ nói thì tôi học rất là lâu rồi, mấy chục năm rồi, bây giờ những cái phần lớn á, là những cái dược thảo hay là những cái thuốc, nói cho đúng là thuốc tây á, thì họ cái những cái tác dụng của họ biết hết. Nhưng mà Vi nghĩ về vấn đề dược thảo á, thì bác sĩ thì cũng vậy thôi, nếu mà mình không học hỏi không tìm hiểu á, thì nhiều khi mình cũng không có biết nhiều. Thì chỉ có những cái bác sĩ mà y sĩ mà về đông y á, hay là về dược thảo á, thì họ là cái những người rất là tin tưởng về những cái dược thảo hơn. Ví dụ trong trong trường này chị dạy về y y tá mình nó có cái lớp nào dạy về dược thảo không chị? Thật sự là bây giờ không có chuyên về, chỉ khi mà mình làm ở trong MD Anderson á, thì họ có những cái ngành mà có thể giúp cho những người bệnh nhân trong thời gian dân chữa trị hay là sau khi chữa trị rồi. Thì về đông y, về dược, về xin nói là dược thảo á, thì để tại vì cái nó gọi là complementary Hỗ trợ. treatment á, hỗ trợ cho cái những cái treatment họ đang dùng bây giờ. Mà thực sự trong dược thảo mình cũng rất là tuyệt vời, cũng có những cái dược tính đó, nó có thể giúp cho trợ giúp cho những người bệnh nhân. Vì có những người bệnh nhân mà đến tới mình là họ nói là bây giờ tôi bệnh này đến đây mà bây giờ người ta bó tay rồi, không có trị được nữa, mà cô có cách gì mà giúp được không? Thì nếu mà những người mà chuyên môn đã bó tay rồi thì mình đâu phải là những cái chuyên môn về những cái ngành đó. Thành ra là bây giờ là Vi nghĩ là có tìm cách những cái cách khác, có những cái gì đó để mình giúp họ mà nó mới lạ hơn. Chứ bây giờ mà thuốc tây đem ra thì họ đã dùng hết rồi. Thành ra là trong đó Vi mới nghĩ là tới vấn đề dược thảo, thì trong cái Pharmanex mình cũng rất là nhiều dược thảo mình có thể là giới thiệu cho những cái người bạn hay là người bệnh nhân của mình. Very good.
Vậy là mình có thể nói rằng là không phải là bác sĩ và những người đi học ra bác sĩ thì đều biết về dược thảo đó chị. Không, không, Dạ, không biết đâu. Thì dược thảo cũng có một cái số dược tính của nó có thể giúp trị, thí dụ như là ginseng á, hay yeah, sao? là sâm á, thì nó có những cái dược dược tố trong đó, như là cái phần lớn có thể có cái estrogen hay là kích thích tố cho của người phụ nữ á, thì cái đó có thể dùng. Nhưng mà mình cũng phải tìm hiểu, tại vì có những cái bệnh như là bệnh ung thư vú á, thì estrogen là không nên dùng. Đó, thì ra nhiều khi mà giới thiệu, bởi vì có nhiều bệnh nhân họ muốn thấy là tôi trong thời gian đang trị bệnh ung thư thì bây giờ là nên dùng cái gì, thì trước hết đó là với lại cũng các anh chị em của mình trong cái hội nhóm của Nu Skin đó, mình nhiều khi cũng hay liên lạc với Vi điện thoại hay là text message email hỏi là bây giờ em có người bạn người thân chủ như thế này này bạn thế này thì bây giờ phải trị làm sao, thì Vi cái trước đầu tiên là Vi phải hỏi là xin các anh chị cho Vi biết là cái người đó bệnh ung thư về gì, mà thí dụ như mà ung thư về, xin lỗi nói là ung thư về ngực đi ha, hay là vú đó, thì trong một cái ung thư về vú không nó đã có ba bốn loại ung thư của vú, những tùy theo những cái loại tế bào, thì tùy theo những loại tế bào ung thư đó người ta mới trị những cái cách về treatment hay là trị một cách chuyên môn về những cái tế bào đó. Thành ra nói là ung thư mình đâu có thể nào mà gom hết những ung thư thành một nhóm được, nên nó phải hỏi. Thì Vi nghĩ là nếu mà muốn giúp cho Vi để mà Vi có thể giúp lại các anh chị á, thì là coi thử cái ung thư mà ung thư loại gì, thí dụ phổi phổi cũng có ba bốn loại ung thư nữa, loại gì thì tùy cái đó, rồi sau đó là mới tìm hiểu là nếu mà họ trị bằng gì rồi, hay là bây giờ trong thời kỳ chemo nếu mà chemo á thì phải cho biết là đang dùng loại thuốc gì đó. Tại vì anh Nam biết không, trong cái Ageless Youth của mình á có những cái property, có những cái dược tố trong đó nó chống lại cái inflammation, mà trong những cái ngành mà về ung thư mà về chemotherapy họ dùng những cái dược tính mà về chống lại cái inflammation để cho họ trị những cái ung thư. Thì nhiều khi những cái sản phẩm của mình rồi cái sản phẩm cái chemotherapy của họ, hai bên đó, mình phải làm sao hòa hợp để cho nó giúp đỡ lẫn nhau, để hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ thì họ đang dùng chemo mà một loại thuốc này mình giới thiệu họ A lớp dưới hai cái vào nó không hòa hợp nhau, Thì không được. người bệnh nhân sẽ là người lãnh đủ. Tức là Nhưng mình nói chung là khi mà trị bệnh thì phải biết cách. Nhưng bây giờ dạ như vậy thì thay vì mình nói trị bệnh á, thì thường thường dược thảo có cái tính cách phòng đúng không? dạ đúng Bây giờ rồi ví dụ như là nếu mà lại khuyên cho các anh chị chúng ta đó là để phòng chống ung thư đó, thì chị sẽ khuyên xài sản phẩm nào? Cái công company của mình có rất nhiều sản phẩm mà muốn recommend hay là muốn Như ba hướng sản phẩm dẫn đi. không, thì Vi nghĩ phải tùy theo cái khả năng của họ, rồi cái họ cần như thế nào, với lại cái lượng tuổi của họ nữa, thì từ đó mình có thể mới giới thiệu được họ những cái mà có thể thích hợp với họ để mà họ dùng lâu dài hơn. Ví dụ mình recommend họ một cái sản phẩm tuyệt vời, nếu mà họ không có dùng được thì một tháng sau họ nói cái này nó không hợp với tôi, mà biết đâu là không phải không hợp nhưng mà tại vì có Điều thể kiện điều kiện của họ không đủ. nếu không được. Thành ra thì nếu mà Vi nghĩ là thông thường Vi hay dùng ba cái, hay khuyên người ta ba cái Ageless Youth là cái top of my list, là cái đầu tiên, là Vi thấy nó rất là công hiệu và nó có tính cách là có thể phòng ngừa. Nhưng mà Vi hay nói với bạn bè cái này là tế bào gốc đó, nó có thể nó giúp cho ngăn ngừa hay là tẩy đi những cái tế bào mà hư hỏng rồi, nó có thể nó thành lập lại những cái tế bào gốc mà nó hoàn toàn hơn một chút, thì nó giữ cho cái sức khỏe của mình. Đó là cái chất dưới. Rồi cái lấy Lipac Nano, có nhiều người lấy Lipac Nano có 6 baby viên, nhiều khi họ dù rằng cái đó chỉ là những cái thực phẩm chức Bổ năng sung. hay là supplement thôi, nhưng mà anh thấy họ nhiều quá cái nó tôi sợ quá đó, thì nó có nhiều khi họ uống một vài lần rồi cái họ lại không không dùng nữa. Nhưng mà có nhiều người cũng rất là đều đặn, một khi họ uống rồi họ thấy công hiệu là tôi đúng giờ, giống như ông xã của Vi đó. Mà sao Nam mà các anh chị đừng nói phải nói với anh Minh nha. nữa. Tụi em không có nói với ai đâu anh. Dạ. Đó, thành ra là rất là đều đặn đúng giờ, nghĩa là còn tốt hơn mình nữa đó. Rồi đó là Lipac Nano, cái tea green dùng cũng được, rồi cái gấc nước gấc,
nước gấc rất là tuyệt vời, mình có con cháu ngoại á, cái đây nó cái đó nó nói nước gấc nó nói không tiếng được, nó nói là apple juice, special, nó nói là special apple Nước táo juice, đặc biệt đó. nó cho nó một hai ounce nó không chịu, nó đòi phải nguyên ly, nhưng mà mình không dám cho Hiểu nó sao? nhiều. Nhưng mà thí dụ như là những người mà bị tiểu đường thì cái đó cũng nên để một chút, nhưng mà ý nghĩ cái đó nhiều khi mình pha thêm nước á mình dùng cũng được nữa, cái đó là apple juice. Thì thông thường đó là những cái sản phẩm mà Vi hay giới thiệu với lại bạn bè của mình. Anh thấy cái này hay này, nếu mà bác sĩ mà dám cho cháu mình uống nước gấc thì anh nghĩ rằng là anh chị em chúng ta cũng ok ha. Đừng có nốc nguyên một ly lớn thôi, tại vì cái hàm lượng nó khá lớn, vitamin A khá nhiều. Nhưng mà hôm nay thì dĩ nhiên là không phải một cái buổi huấn luyện về sản phẩm, nhưng mà cũng muốn chia sẻ với cái gì điều anh tự hào là dĩ nhiên là anh rất là tự hào khi anh biết chị Vi là bác sĩ Vi là một giáo sư đi dạy ở trường Mỹ. Mình khoái lắm, anh thấy người Việt thành công anh khoái lắm, không biết tại sao. Tại sao vậy ạ? Không, Vi cũng vậy, Vi thấy những người Việt trong cái company của mình rất là thành công, Vi cũng thích nữa, rất là couple, như là gọi là gì, elite, team elite rồi, phải không? Vạn sự nhờ vợ. Vẫn sự nghiệp. Hello chị Kiều Đào, anh nói anh rất là khéo đó nha. Nhưng mà thứ nhất là anh thấy là bác sĩ Vi là một người làm như vậy rất là vui về cái chuyện đó, là sự thành công cá nhân. Đồng thời là khi mà anh thấy được những người chuyên gia, chị bác sĩ Vi mà sử dụng những cái sản phẩm của Nu Skin đó, thì cũng cho những người nha có cái niềm tin, tức là mình biết rằng là những cái sản phẩm tốt, có cái sự nghiên cứu để cho những người có cái chuyên môn, tức là chúng ta giống như An đâu phải là sở trường về về dược thảo hay là về tây y hay về tất cả những cái lĩnh vực về sức khỏe đâu, nhưng mà những người như bác sĩ Vi là những người mình nghiên cứu về cái đó nhiều hơn, thành ra là cho tụi anh những cái sự tự tin. Thì cũng cảm ơn bác sĩ Vi rất là nhiều Không dám, Vi rất về là thời ngại gian cái và về gì những vậy. cái kiến thức. Có thể trong tương lai, có thể cái này là lỡ ngồi đây thì mình thường thường mình bỏ cá lên thớt thì mình chặt nó dễ đó, tức là nằm đây mình hỏi luôn thì chắc chắn là khó nói nô. Trong tương lai có thể nhờ bác sĩ Vi có thể làm những cái buổi một vài buổi huấn luyện nói về phòng chống ung thư hay là vân vân được không? Nếu mà được vậy thì Vi rất là hân hạnh được cái dịp chia sẻ với lại các anh chị em của mình những cái vì cái những điều gì mà Vi hiểu biết. Tại vì em cũng thấy là trong người Việt cộng đồng nói chung đó, mình làm những cái ngành nghề mà có hại về sức khỏe khá nhiều, và về lâu về dài nó sẽ có những cái ảnh hưởng về cá nhân và gia đình đó, thì em nghĩ là ung thư là một trong những cái đó. Vì thấy từ hồi tại vì mình có giống như được cơ may qua đây nó từ năm 1955, thì hồi đó thì người Việt của mình rất ít, bây giờ từ từ rất nhiều rồi. Người Việt mình cũng rất là hay, có những cái chỗ nào cũng có người Việt mình làm, trong nhà thương cũng có, ngoài chợ hay là kinh doanh hay là chỗ nào cũng người Việt Nam mình hết. Thành ra là cái đó là cái mà những cái khả năng học hỏi với lại sự hiểu biết của người Việt Nam mình rất là đáng thán phục. Nhưng mà trong cái thời gian đi ở đây cũng 40 mấy năm rồi, thì có một cái cơ hội để tìm nhìn thấy quan sát được những cái sự cái sức khỏe của người Việt Nam mình trong cộng đồng, thì Vi năm nào cũng làm cái hội chợ y tế cho những cái người người ở Việt Nam mình ở Houston đây, thì Vi có dịp tiếp xúc với những cái bác, những người đã lớn tuổi đã ở bên đây cũng lâu, từ cái thời kỳ trẻ bây giờ bắt đầu là già rồi thì lớn rồi, thì Vi thấy có những cái ngành, những việc làm, có những cái ngành nó có thể nó có ảnh hưởng tới sức khỏe mình. Thì từ năm 1955 tới giờ 40 năm, thì hồi đó khi mà mới nhóm đầu mới qua thì đã làm sao bây giờ mình thấy là có thể từ đây rồi từ từ đi xuống, thành ra cái mình đã thấy những cái hậu quả của cái sức khỏe của mình trong cái thời gian lúc ban đầu khi mới qua đây, thì có những cái việc làm hay những cái cách dinh dưỡng hay là những cái cách mà theo cái môi trường nữa, thì nó ảnh hưởng cái sức khỏe của mình rất là nhiều. Thành ra bây giờ mình nghĩ là mình phải chú trọng nhiều về vấn đề ngăn ngừa. Mình đâu có muốn bệnh thì phải tới hồi đó mới đi chữa bệnh, nhưng mà cái người Việt Nam mình cái đó cái ý nghĩ về đó là mình phải cần cái sự thay đổi. Tại vì nói tôi không bệnh thì tôi đi là bác sĩ làm gì, là tôi không bệnh tôi uống cái ngăn ngừa cái này để làm gì, hay là tôi không bệnh tôi đâu có cần phải đi chụp hình ngực làm gì đó. Thành ra Vi nghĩ cái những cái sản phẩm của mình rất rất là hay, nó có thể giúp cho cái vấn đề mà ngăn ngừa từ như là từ những cái tế bào gọi là tế bào gốc Em không biết là trong phòng này có máy chụp hình không, nhưng mà em nghĩ là anh Vũ chắc cần phải chụp ngực. anh đang nói vậy cũng có lý đó, tại vì biết sao không, 1% của người nam giới cũng có thể bị ung thư ngực nữa.
know that. Em biết. Nó chơi mình thường thường là tí nữa chắc cho em đi chụp. Bây giờ em chụp luôn. Không, phải khám trước, nếu mà có vấn đề thì mới đi chụp. Cho đó đi cho mấy ông. Ok, thì hôm nay thì một vài lời chia sẻ với cái thời gian ngắn gọn của chúng ta đó. Nhưng mà trong tương lai thì sẽ có mặt của bác sĩ Vi Hồ giúp đỡ chúng ta một cách nào đó để mà truyền đạt cái thông tin, kiến thức để mà giúp người Việt chúng ta càng ngày càng ý thức hơn về cái sức khỏe. Tại vì các chị nên chú ý này ha, các chị đi chợ, các chị qua giá, các chị mua đồ, các chị qua giá, các chị vào bệnh viện, các chị không bao giờ hỏi giá được, đúng không? Dạ, bệnh đúng viện rồi. Không hỏi giá được, vô nằm đó là bao nhiêu cũng chịu hết. Nhưng mà cái mà chúng ta có thể hỏi giá được là cái giá sức khỏe của chúng ta bao nhiêu và chúng ta phòng ngừa bệnh nó quan trọng như thế nào thôi. Thì đó là những buổi chia sẻ trong tương lai. Nhưng mà hôm nay là một lần nữa cảm ơn bác sĩ Vi rất là nhiều. Có dịp giao lưu. Rồi sẽ hẹn gặp các anh chị. Nhưng mà hy vọng rằng là cái buổi chia sẻ hôm nay có giúp các anh chị một chút niềm tin tưởng. Thứ nhất là hiểu một chút là các anh chị cần phải phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe của mình. Thứ hai là những cái sản phẩm của Nutrien rất là tốt và chúng ta có thể an toàn, tin tưởng để mà sử dụng. Ok, rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều và chúng ta gửi lời chào. Chào anh Vũ nha. Chào các anh chị. Chào các anh chị. Bye.